ngôi làng Lơ Kiều, có cậu bé thanh giống vương vài băng qua ngôi làng phô mai nhỏ, đánh được ngoài xàm. Người giống đã ăn thật nhiều dưỡng chất như phô mai Lơ Kiều, bổ sung 25% kẽm, tăng cường hệ miễn dịch, chắc khỏe hệ xương. Đúng là nhỏ mà có vỏ. Thế Dung đây. Điều tích cực nhỏ cùng bé lớn lên. Như Lơ Kiều, khởi đầu tích cực từ những điều nhỏ bé.